Hà Lan áp sát nhanh, tiền đạo Việt Nam xoay sở thế nào? Tiền đạo Phạm Hải Yến khẳng định, đội tuyển nữ Việt Nam phải tìm cách xoay sở nhanh, triển khai bóng tốc độ để phản công ngay khi có cơ hội, trước đối thủ vượt trội về mọi mặt là đội Hà Lan. Đội tuyển nữ Việt Nam không còn hy vọng đi tiếp ở World Cup 2023 sau hai trận toàn thua trước Mỹ 0-3 và Bồ Đào Nha 0-2. Trong trận đấu cuối cùng với Hà Lan, mục tiêu của Phạm Hải Yến cùng đồng đội có lẽ là tích lũy kinh nghiệm và tìm kiếm bàn thắng lịch sử ở World Cup trước khi rời giải. Hải Yến khẳng định, dù là tiền đạo nhưng tôi thường xuyên phải lui về hỗ trợ phòng ngự, ít có cơ hội phát triển tấn công. Hậu vệ đối thủ áp sát rất nhanh và mạnh. Nếu có cơ hội, các cầu thủ tấn công chúng tôi sẽ triển khai bóng nhanh nhất có thể lên phía trên, qua đó tìm thời cơ cho mình. Hải Yến đã ra sân hai trận từ đầu giải, nhưng đều từ băng ghế dự bị. Vị trí tiền đạo vẫn được huấn luyện viên Mai Đức Chung trao cho Huỳnh Như, còn Hải Yến thường chỉ được vào sân trong khoảng 20 phút cuối trận. Tuy nhiên, chân sút sinh năm 1995 khẳng định vẫn sẽ nỗ lực quyết tâm khẳng định bản thân. Tôi luôn sẵn sàng ra sân bất cứ trận nào, đá chính hay dự bị cũng cố gắng thể hiện hết khả năng để có trận đấu hay nhất, Hải Yến nhấn mạnh. Tiền đạo của câu lạc bộ nữ Hà Nội Y cũng mong rằng World Cup 2023 sẽ mang đến kinh nghiệm cho đội nữ, nhờ vậy có thể truyền đạt tốt hơn cho thế hệ kế cận. World Cup là sân chơi lớn. Đội tuyển nữ Việt Nam vinh dự, tự hào khi được học hỏi nhiều điều từ các nền bóng đá phát triển. Khi trở về, chúng tôi sẽ cố gắng truyền đạt lại cho đàn em để bóng đá Việt Nam nhanh chóng phát triển, hòa nhập với thế giới. Tiền đạo Hải Yến kết luận, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Bóng Đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để nhận những tin tức mới nhất nhé các bạn.